lòng anh nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ không phôi phai như làm mây có nhiều đêm. Trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến, tình thôi xót xa. Thì anh chấm em là từ cái trang phục của em. Đúng rồi, ai mê fashion là phải chấm nhau, đúng rồi. Đúng không? À. Đó là anh đặt trọn niềm tin vào một cái người chọn một trang phục như vậy thì chắc chắn là sẽ là một người rất là đẹp trai và hát hay. Hay quá. Bây giờ tôi mới nói cho các bạn nghe cái thông tin thật này, là cái bài đầu tiên là bạn vừa đàn vừa sáng tác vừa hát luôn, bài đầu là của bạn. Quá tài luôn. Năng. Như vậy thì các bạn phải giữ tới cuối chương trình đúng không? Bây giờ em muốn hỏi ý kiến của những người còn lại không chọn nè. Tại sao lại không nhất chọn? Nhất là cái người mà nói nhiều nhất ở giữa. Thúy Ngân. Em biết bạn này hát hay. Được 10.000 vô. Không, em cười 9.700. Bà la cho dữ dụng và đưa có 100 và hãm hại người ta. Em đã thấy hối hận chưa? Hối hận chưa? Em đoán được là anh này rất đẹp trai và hát rất hay. Nhưng mà vì em muốn nghe những người sao nữa nên em mới quyết định không chọn. Em hiểu không? Em nó muốn nghe là chuyện của em nó. Còn nó có ca sĩ hay không là đúng, một chuyện khác nữa. Có một cái ông người đàn ông cao ráo nãy giờ ngồi mặt buồn lắm. Cũng tên Tính. Người ta đào Tính, bạn là Hữu Tính, bạn thấy làm sao? Đơn giản là chưa chọn là tại vì má có dặn, đừng vì cô đơn mà yêu sai một người. Bạn cũng đừng vì yêu sai một người mà để cả đời phải cô đơn. Ừ, không sao đâu, ba có dạy. Ừ, cứ không yêu sai ai hết thì con cũng sẽ cô đơn thôi. Đúng rồi. Chưa chắc. Ê, giọng ca bí ẩn, gọi tôi là băng gì. Tôi phải như hồ ly, còn nói về Thúy Ngân thì thôi bỏ đi. Sẽ không còn có trái phải và sẽ không còn có đúng sai. Nhưng bước chân hai ta đã trượt dài và lỗi lầm này cũng chẳng do ai. Tình yêu vẫn là giữ trong nhịp thở dù cánh cửa đã không còn rộng mở. Trái tim em vẫn khao khát mong chờ để cho những năm dài một mình bơ vơ. Sẽ cùng nhau quay lưng đi hai hướng, sẽ không thể nhìn về một phương. Những ước vọng cùng nhau thấy thiên đường rồi lại chìm dần vào trong màn sương. Em cho anh bao nhiêu yêu thương ấy, dù cuối cùng thì anh lại đổi thay. Em vẫn tiếp yêu thương vào trang giấy dẫu biết rằng anh không còn nơi đây. Wow, bạn đang có tài năng là rap. Lời đầu tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, năm vị khách mời cũng như là chị Harry Won và chú Trấn Thành. Chú Trấn Thành lời chào trân trọng nhất ạ. Chị Harry và chú Trấn Thành, chú mời chú. Em đã không còn đẹp trong mắt anh nữa rồi. Người ta kêu mình bằng chú mà mình kêu người ta anh em kì. Chào con. Tại sao trong bài hát của em có tên của Băng Nhi? À, thực ra thì em có theo dõi là chị có đóng một bộ phim đúng không ạ? Và trong phim thì chị Băng Nhi vào vai là Nhi Hồ Ly. Còn chị Thúy Ngân thì vào vai Hân đanh đá sân si. Mà thật ra thì là cái đoạn rap của em là gọi tôi là Băng Di, tôi không phải là Nhi Hồ Ly. Còn nói về Thúy Ngân sân si nhưng tính tình vui vẻ hòa đồng chứ không hề kiêu kỳ. Trời. Mà thật ra là khi mà lên đây rồi em quên hết trơn rồi. Thôi à, là cuối cùng thôi bỏ là ngoài kịch bản. Dễ thương quá. Yeah. Nhưng mà cái thôi bỏ đi mà cũng vô nhịp nha. Vô nhịp, em thấy vô nhịp em tưởng là nó như vậy luôn á. Tại vì thật ra thì nếu mà rapper thì tất cả đều có thể nói được vô nhịp hết. Vừa trẻ vừa đẹp mà đọc rap được nữa. Rap hay chắc chắn hát cũng hay. Rap hay thì chưa chắc là hát hay đâu. Đúng. Nhiều người rap rất là hay nhưng hát chưa hát chắc. Hát cay là chết. Ôi. Không phải là chết nhưng mà nó cũng trung bình. Anh thấy trang phục của em không phù hợp với lại một rapper. Và cái đôi giày đó chắc chắn là không phải rapper. Đọc rap nhịp. Hồi nãy là tài lẻ của em. Đúng rồi, hát, tài lẻ hát được đấy, không? Biết hát đấy. Hình như anh Thành cũng biết rap không anh? Rap à? Anh có biết không? Nói chung là thiếu gì thì anh rap cái đó em. Oh, anh ấy biết rap, đúng. Tiến Đạt biết, anh không nha. Ngồi xuống. Hey, em ơi, cái dòng nhạc mà em theo đuổi á là dòng nhạc gì? Như mọi người đang nhìn thấy là trên sân khấu là một cô gái khá là cá tính đúng không ạ? Nhưng mà thật ra thì tính cách và con người của em ở bên ngoài thì cũng khá là trầm lắng, ít nói giống như anh Trấn Thành ạ. Ít nói giống như anh Trấn Thành. Nhạc em theo là ba lát. Trấn Thành ít nói hả em? Nói gì? Tôi đắc tội gì với cô? Em bây giờ
em phải xác định lại cái ý nghĩa của trầm lặng. Cái từ trầm lặng của trong cái từ điển mà em biết thì nó khác. Nói đi, rồi sao nữa em? Nói tiếp đi. Tôi làm chương trình này tôi xấu hổ quá mà. Vậy thì cuối cùng thì cái giọng mà cái gì? Giọng nhạc của em là gì? Nhạc mà em theo đuổi là ballad. R&B là vô rồi đó. Bởi vì hữu tính hoàn toàn có thể thay đổi ý định sau khi bạn ấy hát. Bây giờ mời em. Quá chính xác. Hay không quý vị? Xin chào tất cả mọi người ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Lê Hải Yến, hay có nickname là Yến Tattoo, và em hôm nay 23 tuổi ạ. Bây giờ cho Harry hỏi ý kiến của những người còn lại như thế nào ạ? Mời Băng Nhi. Bạn hát bài hát này em không thích bằng cái phong cách lúc đầu của bạn khi mà bạn rap. Em cứ trông đợi là bạn sẽ rất là chất. Nhưng thật sự ra hồi nãy là bạn không hát theo R&B, hồi nãy chỉ là hát đúng nghĩa là pop thôi. Ví dụ như là R&B thì nó phải là thế gian in đã nông giống nhau. Nó phải là như thế. Nó phải vậy, nó phải R&B. Bây giờ Tim vẫn còn cảm thấy tự tin với sự lựa chọn của mình chứ? Vẫn còn rất là tự tin với sự lựa chọn của mình, mặc dù Yến rất là cũng rất là tốt, nhưng mà về cái diện á của em là hơi bị rụt rè, mất tự tin về cái bộ váy. Anh nghĩ là nếu mà em mạnh dạn em có thể kéo mạnh lên phía sau hay là hất mạnh lên nữa. Làm sao mà quan trọng nhất là cái gương mặt của em chứ không phải là bộ váy. Không, em lại
lại rất thích bạn này, em rất thích Yến. Em đang muốn thương lượng với từ anh từ. Tinh. Nếu muốn thương lượng thì từ từ đã. Trước tiên chúng tôi sẽ cho quý vị khán giả bình chọn cho bạn Hải Yến trước để giữ sự công tâm. Mời quý vị. Em được cái cảm giác là khi bạn này hát cái bài Anh Thì Không á, là thế gian nhiều người đàn ông giống nhau, mà em quay sang nhìn thấy anh Trấn Thành với chị Harry hả, rất tình cảm, trời ơi, em ngưỡng mộ kinh khủng á. Lúc nãy có cảnh là anh Thành tặng chị Harry trái bong bóng, em ngồi đây em ước gì có ai đó tặng em một trái bong bóng. Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ em, có nhan sắc nào bằng tâm hồn em, có giây phút nào bằng giây phút đây, giây phút anh nhớ em. Cảm ơn anh nhiều, trời ơi, vừa đẹp trai vừa dễ thương nữa.